Mời quý vị theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết định lấy ngày 18 tháng 11 hàng năm làm ngày tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư. Trong 20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên toàn tỉnh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị xã hội rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Ngày hội không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng dân cư. Gác lại những công việc thường ngày, hôm nay đông đảo bà con nhân dân thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đến trụ sở thôn để chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội mỗi năm tổ chức một lần, bà con có dịp gặp gỡ, họp mặt để gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. Cái ngày hội này á để gắn kết bà con trong thôn lại với nhau với tinh thần đoàn kết, sự chăm lo của thôn đến với bà con mỗi ngày, quan tâm đến đời sống của bà con. Ban công tác mặt trận và ban điều hành thôn thì trước khi mà để chuẩn bị cái ngày hội này thì cũng có đến để gặp một số mạnh thường quân, vận động tặng những cái món quà đầy ý nghĩa đến cho mọi người, cho bà con. Tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân trong thôn cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đề ra mục tiêu phấn đấu cho những năm tiếp theo. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân đã được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi. Cùng với đó, hàng chục suất quà cũng được trao cho học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, gia đình chính sách. Hôm nay là ngày lễ đại đoàn kết, rồi tôi xin cảm ơn ban đại biểu của các cấp chính quyền cũng có tài trợ các phần quà cho hộ nghèo. 20 năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên toàn tỉnh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị xã hội rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Để đảm bảo ngày hội diễn ra thật ý nghĩa, hệ thống mặt trận các cấp đã chỉ đạo cơ sở và các khu dân cư chú trọng cả phần lễ và phần hội. Trong đó, điểm nhấn là tôn vinh những gia đình tiêu biểu, đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, và từ đó thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm. Trong một năm mà để tổ chức cái ngày hội đại đoàn kết, là đây là một cái danh dự đối với dân, thì bà con cũng tích cực để hưởng ứng với phong trào và chung tay góp sức để vào cái ngày hội. Bà con ở khu dân cư An Thuận mình ở đây thì tôi thấy người Kinh với người dân tộc thì giống như nhau, họ không phân biệt đối xử. Rồi khi mà những cái hộ nhà người Kinh có gì đó thì đồng bào dân tộc cũng chung tay góp sức, rồi dân tộc có gì người Kinh cũng sống rất là hòa đồng. Qua 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thì phải nói là trong toàn tỉnh thì được tổ chức triển khai rộng khắp ở các khu dân cư. Qua ngày hội thì cũng đã đánh giá được kết quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, rồi biểu dương những gương điển hình tiêu biểu hộ gia đình nhân hóa, rồi bên cạnh đó thì tập trung là lo cho đồng bào nghèo, đồng thời là các hoạt động lễ hội thì cũng tô đậm được nét truyền thống văn hóa của địa phương, cũng thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, qua đó là cũng góp phần cùng với lại đảng chính quyền xây dựng khu phố ấp mà luôn luôn là an toàn. Qua 20 năm tổ chức ngày hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động trao tặng hơn 622.500 suất quà, học bổng, tổng trị giá 303 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, học sinh sinh viên nghèo, khó khăn, hỗ trợ khó khăn đột xuất,
cũng như tặng quà nhân tháng cao điểm vì người nghèo cho 4.817 hộ, xây dựng và sửa chữa 6.508 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá trên 147 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng gần 84.400 tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu. Ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, những kết quả nổi bật của các khu dân cư trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc. Tại buổi lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Mới đây, 17 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương. Từ ngày mà chúng tôi được đón nhận khu phố văn hóa bây giờ thì chúng tôi là thường xuyên vào cái ngày 18 tháng 11 tổ chức ngày đại đoàn kết ấy, thì là đã tổ chức được những bữa cơm đại đoàn kết cho toàn thể nhân dân trong khu phố. Và chúng tôi cũng đã vận động được các mạnh thường quân, các hộ là có điều kiện là sẵn sàng đóng góp. Tôi rất là vui mừng hôm nay được nhận cái bằng khen của Trung ương khen tặng cho khu phố ấp Lò Vôi chúng tôi. Trong suốt 20 năm qua thì nói chung là về cái khu phố tôi nổi bật nhất á, là vận động các mạnh thường quân trao quà cho những hộ khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, rồi các em học sinh nghèo hiếu học, người già neo đơn. Có thể khẳng định Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa ở khu dân cư, phát huy sức mạnh của mọi cá nhân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, đưa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận chủ trì ngày càng đi vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với đảng, tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị, những năm qua, phương châm đoàn kết của Mặt trận là hướng về các địa bàn dân cư, lấy địa bàn dân cư là nơi tập hợp đoàn kết nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau. Sự đoàn kết của người dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp nhiều thôn ấp, khu dân cư ở Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phát triển văn minh. Ghi nhận tại các thôn ấp vùng dân tộc thiểu số, mời quý vị theo dõi. Khu phố Hải Phòng 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền có 631 hộ dân với 2.842 dân khẩu, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề biển. Ngoài dân tộc Kinh, khu phố còn là nơi định cư của nhiều dân tộc thiểu số khác, trong đó có nhiều nhất là đồng bào Khmer với khoảng 60 hộ trên 200 dân khẩu. Đồng bào Khmer ở khu phố Hải Phòng 1 có quê gốc ở Trà Vinh, đến Long Hải lập nghiệp từ đầu những năm 1980. Những ngày đầu về đây sinh sống, hầu hết các gia đình đều rất nghèo, sinh sống qua ngày bằng nghề chài lưới ven bờ. Nhờ những chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn sản xuất, được triển khai sâu rộng. Qua thời gian, đời sống của đồng bào đã cải thiện, số hộ khá tăng lên, số hộ nghèo giảm đáng kể. Tôi được nhà nước hỗ trợ làm cái nhà năm 2019. Lúc đó là nhà bị một tường xuống cấp quá, nay thì mới được khang trang vậy, thoát ra cái cảnh nghèo. Đời sống ngày càng ấm no, đồng bào dân tộc thiểu số sát cánh cùng người Kinh xây dựng địa bàn dân cư ngày càng phát triển văn minh. Tiêu biểu trong đó là ông Kim Trụng, người luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động của khu phố, được cấp ủy, chính quyền tin cậy, nhân dân quý mến. Hơn 10 năm trên vai trò người có uy tín, đồng thời là chi hội trưởng chi hội nông dân, thành viên chi hội chữ thập đỏ của khu phố. Ông thường xuyên vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, dọn vệ sinh bờ biển quanh khu dân cư, hướng dẫn các gia đình làm sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, vận động giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo. Những đóng góp của ông đã được ghi nhận bằng những bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều giấy khen của các cấp. Ở tuổi 80, nhưng ông vẫn nhiệt tình với việc làng, việc xóm.
Có mặt trận của thị trấn có là đồng chí bí thư, đồng chí chi hội hội cựu chiến binh, mặt trận khu phố. Thì tôi có kiến nghị là coi như cho bà con người dân tộc tiếp cận về nguồn vốn. Thì có một số bà con cũng đề nghị xin vay vốn, giải chữ Khmer. Và cho là coi như là con cháu sau này chắc nói tiếng Khmer hết được rồi, còn chỉ ông bà nói được thôi. Chính những cá nhân gương mẫu đã đóng góp sức không nhỏ để khu phố Hải Phòng 1 trở thành cộng đồng dân cư tiêu biểu trong các phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đô thị văn minh. Những vườn hoa thoáng đãng hồi sinh từ bãi rác như thế này là minh chứng rõ nét nhất của sức mạnh đoàn kết, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Khi phong trào xây dựng toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh thì chi bộ bàn bạc thống nhất cách làm. Tại về dưới chi bộ này là chỉ là cách làm, trong đó là mời các cái ban ngành đoàn thể, rồi các cái tổ dân cư để lên để thống nhất. Và trong đó là cái phần đóng góp, ví dụ như cái công viên này, chúng tôi cũng làm từ một cái bãi đất, một cái bãi lát thành cái tiểu công viên. Trong đó có cái phần đóng góp rất to lớn của người Khmer, kể cả là đóng góp công sức, rồi đóng góp tiền bạc, rồi đóng góp cây cảnh. Cái quan trọng nhất là cái gắn kết cái tập thể gắn kết thì việc gì cũng thành công. Sự đồng lòng, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc cũng là một trong những yếu tố góp vai trò quan trọng cho sự thành công của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở ấp Tân Ro, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, nơi có 420 hộ trên 1.950 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm người Kinh, Châu Ro, Mường, Tày, Khmer, Hoa và Thái. Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chi ủy, ban điều hành, ban công tác mặt trận ấp đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh triển khai các nội dung của cuộc vận động, phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường cảnh quan xanh, sạch đẹp, phát huy tình làng nghĩa xóm. Hơn 4 năm là mình dây vốn, là mình nuôi bò với nuôi dê, rồi sau này cái mình từ từ mình phát triển lên được cái giờ cũng bình thường vậy đó, rồi giờ nó cũng phát triển. Mình là sau này mình muốn cái mình dây cái vốn thêm nữa là mình phát triển thêm lên. Trước tiên là người với vai trò người uy tín là tôi trước tiên là tham gia các cuộc họp ấp xã, rồi các cái cuộc tập huấn của tỉnh và địa phương Tàu. Vậy đó là mục đích của mình, là chủ yếu là nắm bắt đường lối chủ trương của đảng và pháp luật nhà nước. Rồi về đó làng thì cũng phối hợp với già làng trưởng bản để tuyên truyền sâu rộng cho bà con đừng để là vi phạm pháp luật, rồi an ninh trật tự của trong địa bàn. Thì đó, rồi kết hợp với cái mô hình sản xuất kinh doanh là bà con thấy cũng phát triển, nói chung là cũng phát triển rất là tốt. Còn tại ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, nơi có hơn 70 dân số là bà con người Hoa, những năm gần đây đời sống nhân dân cũng có bước phát triển đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ấp đều giảm qua các năm. Đến nay toàn ấp có 395 hộ trên 1.657 khẩu thì khu dân cư. Kết quả trên có đóng góp không nhỏ của ông Phòng Văn Trung, người đã có hơn 20 năm tham gia công tác mặt trận, ban điều hành ấp và hơn 10 năm được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp, người uy tín. Với vai trò cầu nối giữa đảng với nhân dân, ông xác định bản thân luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần đoàn kết trong giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Sông Xoài 2 trở thành một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thuận lợi có cái là tôi là biết sử dụng cái tiếng ngoại ngữ là tiếng Hoa cùng đồng bào. Khi mà tới những gia đình mà không am hiểu về tiếng Hoa, tiếng Việt đó, thì tôi sẽ sử dụng tiếng Hoa để vận động và thuyết phục, nhất là cái số mà người Hoa, người lớn tuổi đó, người ta tiếng Việt người ta không dành mấy, nhất là hiến đất làm đường. Có nhiều lúc đi theo đoàn thì không hiệu quả, nhưng mà tôi sẽ đi cá nhân tôi tới gia đình thuyết phục và động viên thì lúc đó sẽ hiệu quả hơn. Chương trình nông thôn mới từ giai đoạn 2015 đến 2020 đó, là nhưng Sông Xoài hiến đất là gần 2,7 hectare. Mỗi thôn ấp, khu dân cư có cách làm, thành quả riêng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần phát triển quê hương. Nhưng điểm chung
là điều coi trọng bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân, lấy sức dân làm gốc trong thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tất cả đã chứng minh những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy lúc sinh thời: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Ghi nhận ở những khu dân cư đoàn kết vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.